bước quân hành. Quan kia phố nhỏ trong mưa sự tình, vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người đưa đi đưa ở đưa xa bạn à, lòng dây dứt lúc nghe hồn loang vết đàn, thù hằn qua môi buồn nên từ đó căm hờn. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một bộ dàn mini đến từ hãng Sony nha anh em. Bộ dàn này có model là Z3 nha anh em. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc Bolero được chơi qua cổng AUX. Cổng AUX nó nằm phía trước nha. Dòng này nó không thiết kế phía sau, thiết kế một cái jack 3.5 lay-in ở đây. Đó, anh em có thể nhấn chọn chế độ chơi nhạc là fusion đây nha. Đó, đang chế độ lay-in, mình nhấn cái nữa là nó MD, nhấn cái nữa là tép băng, nhấn một cái nữa CD, nhấn cái nữa là đài nha anh em, mình nhấn cái nữa là lay-in. Đó, dòng này chất âm rất là lực nha, bass 11 cm, đánh khá là lực luôn. Dòng Sony là chuyên về là bass rất là trầm. Đó, anh em nào fan Sony là đây không bỏ qua bộ này nha. Chỉ thiết kế với tông màu xám bạc nha, xám bạc. Mặt nạ máy thì màu trắng, rất là đẹp luôn nha. Bộ này về thì còn đẹp ken nha anh em. Đó, góc cạnh vuông vức không bị nở gì nha. Lo, tiếng lo rất là đẹp luôn. Còn lưới dây căng đầy đủ, nhưng mà dòng này cái lưới dây căng nó rất là mỏng luôn nha anh em. Âm gia dách. Anh em có nhu cầu kiểu nó hình thức nó đẹp thì anh em về tự bọc nha. Đó, cái lưới rất là mỏng thì không tránh khỏi nó không rách được nha. Đó, cái khung thì nó bình thường, nó không có gãy gì hết, tại nó quá mỏng, cái lưới này quá mỏng, theo năm tháng thời gian rất là lâu rồi cái bộ này thì làm sao mà nó còn nguyên được. Đó, lưới còn y căng, lưới rất là đẹp, cái khung lưới rất là đẹp, nó ép bằng keo trong nha, nhựa zin đó. Đó, chỉ có cái màng vải nó mỏng lắm, nó mỏng còn hơn bánh tráng nữa, năm da này rách nha anh em. Tuyến lo còn khá là đẹp luôn. Bộ này thì nó có các chức năng như sau, nó là tép băng. Băng cái set mình đã bỏ vào, nó nằm trên nóc máy, anh em nhấn xuống là xong. Nhấn nút ở đây là hát, tép là hát ở đây. Giờ chức năng MD, CD, tất cả còn đều hoạt động nha. FM thì 90 Hz nha anh em. Anh em ở những cái tỉnh có thể bắt được, còn ở Sài Gòn thì không có bắt được. Đó. Rồi sau đây mình sẽ quay một vòng cho anh em xem cái mặt sau, mặt trước. Đó, trên nóc máy nó như thế này nha anh em, còn đẹp hết nha. Đó, góc cạnh vuông vức, y lưới y căng thì còn đủ, nhưng mà lưới mỏng quá nên rách nha. Đó, cái nào cũng còn vuông vức nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. À, cái cục thì sản xuất tại Nhật, còn lo sản xuất ở Trung Quốc. À, công suất cục vàng là 56W. Này là cái tem là nó ép trên cái mặt nhựa đen luôn, 56W, điện 100V nha. Còn lo thì là công suất 50W một thùng, 100W một cặp, trở kháng 6 ohm, series liền kề nha anh em. Đó, made in China, 640. Bên đây là 639. Đó, công suất là 50W hết. Góc cạnh lo thì khỏi phải bàn, đẹp ken luôn, dùng dứt như mới rồi nha anh em. Đó, hàng khá đẹp nha. Có chạm lo đầy đủ, lỗ thông hơi bass phía trên, tem lo. Dòng này họ thiết kế rất là đơn giản, không có một cái cổng kết nối nào ngoài sau hết, họ gom về phía trước. Cổng AUX ở phía trước, chỉ có ngoài sau là chạm lo nè, dưới đây là chạm đài FM AM nha. Bên đây là dây nguồn vậy thôi. Đó, dây nguồn đây. Đó, góc cạnh cái nào cũng còn đẹp nha. Khá là đẹp. Sám bạc nha anh em.
Bộ này anh em vừa để trong phòng chơi khá là hay. Anh em nào mà thích Sony thì không bỏ bỏ qua bộ này, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi mình xin báo giá là mình bán bộ này là 1,2 triệu nha, đọc full chức năng. Rồi về rất là còn là đẹp luôn. Lâu lâu mới có được một bộ full chức năng nha anh em. Chia đa số nó cũng có hư một hai chức năng. Cái này còn cái kia không còn. Còn này là đọc được hết. Rồi, sau đây mình thử chức năng cassette nha. Đó. Cassette. Đầu tư con sáng bóng luôn. Nâu liêm lên chút. Rồi mình nhấn nút play ở đây là nó hát nha. Đọc khá nhanh nha anh em. Stop ở đây. Rồi mình lấy băng ra. Mình thử băng hay cái đĩa là nhạc có bản quyền. Mình sẽ mở một đoạn thôi, không có mở lâu được. Rồi sau này mình sẽ lay chức năng MD có đĩa sẵn ở trong máy rồi. Mình sẽ nhấn lay ở đây, nó sẽ đọc. Đó, đọc cũng khá nhanh nha anh em. Đĩa nó thu cái nhạc nước ngoài đó. Rồi mình test cho anh em biết là nó còn hoạt động thôi. Mình lấy đĩa ra, nhấn nút đây đó. Đĩa đây là đĩa một cái đĩa MD. Rồi đến chức năng CD, mình sẽ bỏ một cái đĩa CD đây, một cái đĩa CD Nhật, tiếng Nhật đó. Rồi cho nó chạy vào, anh em phải nhấn play ở đây nha. Rồi nó sẽ đọc bài. Nó cũng nhanh nha, lên liền nha. Rồi mình test như vậy là cho biết hoạt động thôi nha anh em, không test lâu được, dính bản quyền của những bản nhạc của Nhật hết, nó sẽ YouTube nó sẽ không cho đăng bài, nó khóa kênh luôn á. Rồi sau đây mình sẽ đo kích thước cái bộ dàn này nó cao rộng dài bao nhiêu. Mình sẽ để sát lo mới đo nó chính xác được. Tặng cho anh em, nhiều anh em vừa mua về trưng bày trên kệ trên tủ gì biết kích thước nha. Qua wow, nó cao, nó dài, nó rộng là năm tầm 50 luôn nha, 49. 49 nha anh em, 49. Bộ vàng rộng 49. Cao thì là 25. Chiều sâu của cục là 27, chiều sâu của lo là gần 24. 24, chiều sâu của cục là 27, lo là 24, cao là 25, rộng là 49 nha. Đó. Bộ dàn nhìn tổng thể khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ test một hai bản nhạc chơi qua cổng line-in là AUX á. Đó. Anh em chờ mình chút xíu nha. Thank you.
Rồi mình đã test cho anh em một bản nhạc bolero, một bản nhạc remix nhạc mạnh và một bản nhạc hòa tấu. Thì ai yêu thích Sony, yêu thích tiếng trầm của Sony thì đây là một lựa chọn khá phù hợp nha. Bộ dàn khá là đẹp, anh em vừa nghe nhạc hay vừa trưng bày, lại chạy full chức năng nữa, nghĩa là tất cả các chức năng đều ok hết nha anh em. Đó. Với giá bán 1,2 triệu, anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Mình ở Sài Gòn quận 8. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về bộ dàn này. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye nha. Xin chào.